Một fan bị hành hung, tạt nước vào mặt ở concert Blackpink khiến dân mạng hoang mang. Chia sẻ của fan tham dự concert Blackpink mới đây tại San Francisco thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, Blackpink đã hoàn thành show diễn Bonping Ang Co San Francisco. Tại đây, bốn cô gái YG tiếp tục gây sốt mạng xã hội với quy mô sân khấu hàng đầu. Những khoảnh khắc đáng nhớ được fan liên tục chia sẻ. Trong số đó, video của một fan dự show đã khiến dân tình xôn xao khi kể lại trải nghiệm kinh hoàng bị hành hung ngay tại concert không rõ nguyên nhân. Cụ thể, người dùng TikTok Trinh đã đăng tải hình ảnh người đàn ông hành hung cô tại concert. Người đàn ông được đề cập ngồi cùng bạn ở phía sau cô. Khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Trinh cảm thấy bị làm phiền vì người đàn ông đẩy ghế cô về phía trước. Trinh lịch sự yêu cầu anh ta dừng lại nhưng người đàn ông bắt đầu xúc phạm cô và anh trai. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông rất kích động. Trinh đã chọn cách không quan tâm để tiếp tục thưởng thức phần trình diễn của Blackpink. Trong quá trình đó, người đàn ông kia rời đi và uống thức uống có cồn, Trinh bị người đàn ông giật mũ áo hút đi ra khỏi đầu, bị tấn công và tạt nước bất ngờ khi show diễn gần kết thúc. Sự cố này đã khiến cô có trải nghiệm tồi tệ ngay tại concert của thần tượng. Video thu hút sự chú ý từ cư dân mạng, ngoài những ý kiến chỉ trích hành vi lỗ mãng của người đàn ông, nhiều khán giả quan ngại về vấn đề an ninh tại concert.